Xin chào, vì đã trở lại chương trình của DLV News. Chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cái phiên bản 2.0 của cái việc điều trần liên quan đến Hunter Biden. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã đi chi tiết vào những cái diễn tiến của ngày hôm qua. Giờ chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đi chi tiết vào những cái lời bình luận của rất là nhiều những cái chính trị gia của đảng Cộng Hòa sau cái phiên điều trần về Hunter Biden, cuộc điều tra của Joe Biden. Nhà Biden đang bán ông Joe Biden. Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện lên án gia đình của Biden trong phiên điều trần đàn hạt diễn ra một cách gay gắt. Trong một cuộc điều tra đàn hạt mà Đảng Dân Chủ tại Hạ viện gọi là một thất bại ngoạn mục, Đảng Cộng Hòa đã cáo buộc gia đình của Biden đang rao bán tên tuổi của Biden. Tranh cãi nảy lửa đã diễn ra tại Tòa Quốc hội của Hoa Kỳ ngày 20 tháng 3. Khi các cộng sự kinh doanh cũ của Hunter Biden bất đồng với thành viên của đảng Dân Chủ tại Hạ viện đang tìm cách làm mất uy tín cái lời khai của họ. Cuộc điều tra đàn hạt của Joe Biden do đảng Cộng Hòa dẫn đầu đã cáo buộc rằng ông Biden cùng con trai của Hunter Biden có liên quan đến việc bán danh tiếng và ảnh hưởng của gia đình để đổi lấy các giao dịch kinh doanh béo bở với ngoại quốc. Các khoản thanh toán bằng tiền được cho là chuyển vào những công ty trách nhiệm hữu hạn có liên kết với thành viên trong gia đình. Dân biểu James Comer, Cộng Hòa của Kentucky, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình, đã mở đầu phiên điều trần bằng một bài diễn văn. Ông cho biết ủy ban đang điều tra sản phẩm hoặc là dịch vụ nào mà gia đình Biden và các cộng sự của họ đang buôn bán mà có thể biện minh cho thanh khoản hơn 24 triệu đô la. Trong suốt cuộc điều tra đàn hạt kéo dài 15 tháng, ông Comer cho biết ủy ban này xem xét các thư điện tử, hồ sơ ngân hàng, tin nhắn văn bản và các báo cáo hoạt động đáng ngờ được gửi cho bộ ngân khố cũng như những bằng chứng khác, được cho là kết nối gia đình của Biden với giao dịch kinh doanh ngoại quốc một cách tham nhũng. Cái điều rõ ràng là gia đình của Biden bán ông Joe Biden, đó chính là chuyện làm ăn của họ. Hai cái nhân chứng chủ chốt được đảng Cộng Hòa triệu tập đã làm chứng, khẳng định rằng họ đã trực tiếp tham gia vào các âm mưu làm ăn tham nhũng với Hunter Biden để bán ảnh hưởng của Joe Biden. Ông Tony Bululinski đã tiếp tục làm chứng tại cái phiên điều trần, trong khi Jason Galanis, người đang bị giam giữ, xuất hiện qua một cuộc gọi video. Cả hai ông đều là cộng sự kinh doanh cũ của Hunter Biden và khẳng định rằng ông Hunter Biden đã kiếm được hàng triệu đô la nhờ những vị trí cũ trong hội đồng quản trị của công ty Burisma Holding ở Ukraine. Cái đảng Cộng Hòa cáo buộc rằng Hunter Biden đã tham gia vào hội đồng quản trị chỉ để tận dụng tên tuổi và ảnh hưởng của cha mình, đó là Joe Biden. Ngày 20 tháng 3, dân biểu James Raskin của đảng Dân Chủ Maryland, một thành viên cao cấp của đảng Dân Chủ trong ủy ban giám sát và trách nhiệm giải trình, đã thẳng thừng gọi thủ tục đàn hạt của Biden do đảng Cộng Hòa dẫn đầu là một thất bại ngoạn mục. Ông nói, nếu có chút may mắn nào thì ngày hôm nay đánh dấu sự kết thúc của một cuộc điều tra mà có lẽ là thất bại ngoạn mục nhất trong lịch sử của các cuộc điều tra của Quốc hội. Nỗ lực tìm ra một trọng tội hoặc khinh tội do Joe Biden phạm phải, rồi sau đó đàn hạt ông về tội đó. Ông Raskin đặt câu hỏi về độ tin cậy của các nhân chứng mà đảng Cộng Hòa triệu tập để làm chứng chống lại ông Tổng thống, mà con trai của ông với cáo buộc lợi dụng danh tiếng, ảnh hưởng của gia đình ở các quốc gia ngoại quốc. Ông nói rằng họ không chứng minh được bất kỳ hành vi sai trái nào của Tổng thống, càng không có bằng chứng về trọng tội hay khinh tội. Cụ thể, ông Raskin gọi Bululinski là một đối tác kinh doanh thất vọng cay đắng, người muốn được ông Hunter, và cáo buộc người đàn ông này đã kiện không thành công của tổ chức từ thiện của chính cha mình, hấp hối của mình để lấy số tiền gần 1 triệu đô la.
Đảng Dân Chủ cũng chỉ trích nhân chứng Volensky vì khách mời đặc biệt của cựu Tổng thống Trump tại cuộc tranh biện Tổng thống lần thứ hai của 2020. Điều đó ông Volensky đã xác nhận trong lời khai của mình. Đảng Dân Chủ cũng bác bỏ nhân chứng thứ hai của Đảng Cộng Hòa, đó là Jason, người đã có mặt từ xa trong nhà tù thông qua một cuộc gọi video. Ông Raskin gọi ông Jason là một kẻ lừa đảo hàng loạt, kẻ bội tính bị kết tù, người bị kết tội lừa đảo các quỹ hưu trí của nghiệp đoàn, một bộ lạc người Mỹ bản địa và rất nhiều những tội đầu tư vô tội. Những lý do đó, ông Raskin, một thành viên của Đảng Dân Chủ, đặt câu hỏi liệu cái lời khai của họ và gia đình của Biden có đáng tin cậy hay không, mặc dù Đảng Cộng Hòa cũng đưa ra những lời chỉ trích tương tự đối với ông Parnas, một nhân chứng được Đảng Dân Chủ gọi làm chứng chống lại những cáo buộc đàn hạt. Ông Parnas là người tuyên bố phối hợp cùng với ông Rudy Giuliani để đào bới chuyện xấu về ông Biden đã bị kết án của 2022 về cáo buộc liên quan đến tài chính chiến dịch tranh cử. Nhưng ông Raskin không dừng lại ở điểm đó. Ông cũng không hài lòng vì Đảng Cộng Hòa sử dụng chụp hình màn ảnh tin nhắn, cái văn bản điện thoại di động của Lewinsky được cho là Biden gửi đến, và hỏi cái dữ liệu điện thoại đó cung cấp qua một cái trắc lệnh hay không. Rốt cuộc ủy ban này không thể bỏ phiếu hoãn lại đề nghị của Raskin vì trắc lệnh yêu cầu có được cái điện thoại của Lewinsky để tiếp tục tập trung vào phiên điều tra. Trong khi đó thì một nhân chứng khác của Đảng Dân Chủ là ông Bernard khai rằng ông được ông Rooney và Tổng thống Trump tuyển chọn để tìm ra chuyện xấu của ông Biden. Nhân chứng này là bị đặt. Không có ông Trump nào mà đi mướn một người tụi bay mà để đi làm xấu ông Biden. Ông Trump rất là quân tử, là đại quân tử chứ không phải là tiểu nhân, đại tiểu nhân như Biden đâu. Người dân Mỹ đã bị ông Joe, Donald Trump, Rooney và nhiều nhóm cá nhân của họ ở vị trí chính phủ và truyền thông lừa dối. Ai lừa dối? Ai xây dựng câu chuyện của Trump Nga? Họ đã tạo ra một cảm giác sai sự thật về lợi ích của chính họ. Những lợi ích mà trong trường sẽ làm suy yếu sức mạnh của đất nước chúng ta, ông Pernas nói. Ông cho biết ông là người tham gia chủ chốt và là nhân chứng của nhiều nỗ lực chứng minh Joe Biden và Hunter Biden có liên quan đến tình trạng tham nhũng tại Ukraine. Thay mặt Tổng thống đương thời Donald Trump, Rooney đã giao cho tôi một nhiệm vụ đi chu du khắp thế giới, tìm kiếm chuyện xấu về gia đình của Biden để buộc chuỗi mạng lưới có thể truyền bá những thông tin sai lệch về họ, từ đó giành lấy cuộc bầu cử của 2020 cho Donald Trump, ông Parnas nói. Ông tuyên bố đã không tìm thấy bằng chứng nào về hành vi tham nhũng của gia đình Biden ở Ukraine. Trong gần một năm chu du khắp thế giới, cho biết không có nguồn tin cậy nào từ cung cấp hoạt động tội phạm kể cả FBI, CIA hoặc là NSA. Lý do Đảng Cộng Hòa đã bác bỏ lời khai của Bernard cũng tương tự với lý do Raskin đã bác bỏ lời khai nhân chứng của Đảng Cộng Hòa. Ông Bernard đã bị kết tội và bị buộc đưa ra những lời tuyên bố sai sự thật trong cái quá trình đó, do đó không nên tin cậy là ông ấy nói lời trung thực về cáo buộc trong vụ cái đàn hạt này. Trong khi đó, một số thành viên của Đảng Dân Chủ đang đấu khẩu với một nhân vật, Tony Mullinsky, người hùng kế bên của Hunter Biden trong quá khứ. Ông Mullinsky, nhân chứng chính của Đảng Cộng Hòa, cũng bị vài thành viên của Đảng Dân Chủ khác tra hỏi. Dân biểu Dan Goldman, Dân Chủ của New York, đã hỏi Mullinsky về các cáo buộc về giao dịch kinh doanh của ông đối với Biden thông qua một công ty có tên là Onanda Holding LLC. Ông có nên hỏi liệu có mối quan hệ đối tác chung trong thỏa thuận kinh doanh có chia cổ phần bằng nhau giữa năm có đối tác khác hay không? Nhưng ông Mullinsky tỏ ra bối rối trước câu hỏi này. Câu hỏi này không phức tạp, ông Goldman trả lời, thúc giục ông Mullinsky đưa ra câu trả lời cho rõ ràng. Sau đó, cái vị nghị sĩ này cáo buộc nhân chứng đã cản trở bằng cách đáp lại những câu hỏi yêu cầu làm rõ hơn thay vì trả lời trực tiếp. Ông Goldman nói, có năm có đối tác ở Odega Holding, ông Hunter Biden cùng Jim Biden, ông Rob Walker và Jamie Kelly và ông, mỗi người sở hữu 20%. Mullinsky cho biết tỷ lệ cổ phần này thuộc sở hữu các công ty trách nhiệm hữu hạn của những người tương ứng thay vì do những người trực tiếp đứng lên.
Ông có thấy Joe Biden hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn liên quan đến Joe Biden trong chuyện này hay không? Ông Golden hỏi. Tôi không biết liệu ông Joe Biden có sở hữu bất kỳ công ty trách nhiệm hữu hạn nào mà ông Jim Biden hay là công ty trách nhiệm hữu hạn của Hunter Biden hay không. Tôi sẽ để cái việc đó lại cho ủy ban. Dân biểu Asaka Korte. Con mụ dân biểu này rất khùng. Cái đoạn video clip mà được lan rộng trên trang mạng của xã hội. Nhìn con mụ này giống như một đứa khùng. Và cũng chẳng hiểu cái Rico là gì. Cô đảng Dân Chủ đã tranh cãi với Mulensky trong cái lượng chất vấn của bà. Hỏi liệu ông có chứng kiến ông Biden phạm tội hoặc là hành vi phạm tội có thể bị đàn hạt hay không? Ông Mulensky, tôi có một câu trả lời ngắn gọn thôi. Bà Ocasio-Cortez, bà bartender nói. Lời khai hôm nay của ông có phải là việc ông đã đích thân chứng kiến ông Biden phạm tội hay không? Đáp lại, Mulensky cáo buộc rằng ông Biden đã vi phạm đạo luật RICO, đã phạm tội tham nhũng tài chính trong giao dịch kinh doanh với ngoại quốc của con trai ông. Xin lỗi, thưa ông, RICO không phải là một tội, đó là một danh mục, bà Asaka Korte nói. Bởi vậy tôi nói với vị, khi mà bầu cho một dân biểu làm bartender, thì cái phát ngôn của nó giống như bartender. Bà cũng chẳng hiểu luật pháp gì cả. Hai người bắt đầu tranh cãi vì ngắt lời lẫn nhau. Với ông Mulensky khẳng định là ông Biden phạm vi phạm RICO. Điều mà bà Asaka Korte, bartender, tôi gọi là cô bartender, lại bác bỏ trên cơ sở RICO là một phạm trù danh mục tội phạm chứ không phải là một tội ác hình sự cụ thể. Bà đã bác bỏ phiên điều trần này và toàn bộ nỗ lực đàn hạt Biden như một biểu hiện của việc khối đa số đảng Cộng hòa đã lạc lối trong sa mạc. Đây là một kiến thức cơ bản của lớp đàn hạt 101. Đảng đa số và bất kỳ ai đang đề xướng đàn hạt phải buộc tội ông Tổng thống phạm tội. Một cái trọng tội cụ thể hoặc là một khinh tội, bà nói. Ê, trong quá khứ cái đảng Dân Chủ của bà nó đàn hạt ông Trump như thế nào? Cuộc điện thoại của ông Trump chứng minh là perfectly tuyệt vời với Tổng thống Lysenki mà. Cái đảng Dân Chủ nó mau quên nó, quý vị. Bà và những người còn lại trong liên minh của đảng Dân Chủ nói rằng nếu ủy ban này không thể làm như vậy thì cuộc điều tra đàn hạt sẽ không có căn cứ. Nghị quyết này không nêu ra một tội hoặc khinh tội không hề có, cô bartender nói. Trong khi đó, các thành viên của đảng Cộng Hòa phản bác như thế nào? Các thành viên của đảng Cộng Hòa dẫn đầu cuộc điều tra đàn hạt từ lâu đã cho rằng ông Biden và các thành viên trong gia đình của ông đã tham gia vào các giao dịch kinh doanh mờ ám. Ông Comer nói trong cái lời mở đầu của phiên điều tra. Điều rõ ràng hơn một năm là điều tra ông Biden không làm việc trong bất kỳ truyền thống nào của trường này. Họ không làm việc với tư cách là nhà tư vấn, luật sư hay cố vấn. Nhà Biden không bán sản phẩm, dịch vụ hay là bộ kỹ năng nào. Nhà Biden đang bán Joe Biden. Đó là chuyện làm ăn của họ. Đó là giả thuyết từ các nhà điều tra của đảng Cộng Hòa kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra đàn hạt. Và trong phiên điều trần ngày 20 tháng 3, các nhân chứng được mời của họ đã ủng hộ điều đó. Ông Bululinski làm chứng. Từ kinh nghiệm cá nhân trực tiếp của tôi và những gì tôi biết sau đó, tôi thấy rõ ràng ông Joe Biden là thương hiệu được gia đình của Biden rao bán. Hoạt động rao bán ảnh hưởng ở ngoại quốc của gia đình ông ấy từ Trung Cộng cho đến Ukraine. Các nơi khác đã bán rất chạy cho các tác nhân ngoại quốc đang tìm cách có ảnh hưởng và tiếp cận quyền lực với Joe Biden và chính quyền của Hoa Kỳ. Điều này ai cũng biết cả. Hunter Biden đâu có tài mức đếm độ mà dán bức tranh bán được 750.000 đô quý vị. Vì nghĩ coi ai bỏ 750.000 mua bức tranh của Hunter Biden. Chỉ có cái bà nào bà mua rồi cuối cùng bà được appointed trong cái quỹ di sản gì của Liên Hiệp Quốc dưới thời của ông Biden. Tổng thống là một người tạo ra thuận tiện tích cực và thành thạo cho cái nỗ lực kinh doanh của các thành viên gia đình mình. Gặp gỡ những cộng sự như bản thân của Bululinski để thúc đẩy các mục tiêu của họ. Mặc dù phải vướng chịu một kế hoạch phức tạp để duy trì khả năng chối bỏ một cách hợp lý, ông cho biết. Ông Bululinski là giám đốc điều hành của Sinohawk, một công ty hợp danh hiện không còn tồn tại của gia đình Biden, với công ty năng lượng CEFC China Energy vào 2017. Ông tuyên bố đã tham dự một cuộc họp kinh doanh vào tháng 5 của 2017 tại khách sạn Savoy Hilton.
với không chỉ là con trai của Tổng thống mà cả bản thân của Tổng thống và em trai của ông là Jim Biden. Trong một buổi công khai ngày 28 tháng 2 trước ủy ban này, ông Hunter Biden đã xác nhận rằng cuộc họp đó đang diễn ra. Tuy nhiên, chú của ông lại phủ nhận điều đó trong cuộc thẩm vấn ghi lại ngày 21 tháng 2. Một tình tiết mâu thuẫn với Bulinski đã lưu ý. Ông Hunter Biden đã xác nhận chú của mình đã khai man trước ủy ban này, ông buộc tội. Trong khi đó, ông Galinas, làm chứng từ xa trong tù, cho biết cái giá trị duy nhất của ông Hunter mang lại cho mối quan hệ kinh doanh của họ, đó là ảnh hưởng của cha mình hoặc sự nâng đỡ của Joe Biden. Ông Galinas nói với ủy ban, cái mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một nền tảng cổ phần tư nhân đa dạng, trông cậy vào các thương hiệu Wall Street nổi tiếng toàn cầu cùng với một số tên tuổi chính trị nổi tiếng toàn cầu, ông Biden nói. Mục tiêu của chúng tôi tức là ông Hunter Biden, Devin Archer và tôi, người kiếm được hàng tỷ đô la chứ không phải là hàng triệu đô la. Toàn bộ giá trị của việc đưa Hunter Biden vào hoạt động kinh doanh của chúng tôi là họ của ông ấy có khả năng tiếp cận với cha ông ấy là Phó Tổng thống Biden. Một số thành viên của Đảng Cộng hòa sử dụng cái thời gian của họ trong phiên điều trần để nhắc lại cái bằng chứng về cuộc điều tra của họ đã khám phá ra những vấn đề tham gia của Tổng thống Biden và kế hoạch kinh doanh của gia đình ông. Dân biểu Brian Donald, một thành viên của Đảng Cộng hòa đến từ tiểu bang Florida, cho biết cái hồ sơ ngân hàng dường như cho thấy tiền có nguồn gốc từ CEFC, China Energy, một công ty năng lượng của Trung Cộng, đã chuyển qua nhiều trưng mục ngân hàng khác nhau của gia đình Biden cho đến khi tới tay của Joe Biden. Trong khi đó, dân biểu Tyler Green, Cộng hòa Georgia, đã tập trung câu hỏi vào bà và việc nêu ra những khác biệt giữa lời khai của Hunter và những gì cái tin nhắn văn bản được khôi phục của ông ấy cho thấy. Bà Green lưu ý rằng, trong một cuộc trao đổi với Bulinski, ông Hunter đã nhắc đến chủ tịch của tôi, tức là tổng thống của tôi, là chủ tịch của tôi, là president, là chairman của tôi. Một cách gọi có vẻ khiến một số cộng sự của ông nhầm lẫn. Ông Rob Walker, một đối tác quan trọng trong những đối tác đó, sau đó giải thích trong một cuộc trao đổi rằng Hunter Biden đang đề cập đến cha của ông ấy. Nhưng câu trả lời đó mâu thuẫn với lời khai của Hunter Biden trước nhà điều tra. Tại công ty năng lượng của Trung Cộng, có hai người mà chúng tôi thường gọi là chủ tịch, Hunter Biden nói với ủy ban. Một người là chủ tịch Diệp, là Diệp Giảng Minh, chủ tịch chính thức của công ty này. Còn lại là ông Trương Trương Kiện Quân, chủ tịch Trương. Khi gặp quý vị gặp ông ấy thì quý vị sẽ gọi ông ấy là chủ tịch Trương. Ông nói rằng ông Trương chính là người đàn ông nhắc đến trong thời điểm đó. Nhưng ông Bulinski đã bác bỏ cái tuyên bố đó. Đó là một lời nói dối, ông nói. Tôi chưa bao giờ nghe nói ông Trương được gọi là chủ tịch. Và tôi đã liên lạc trực tiếp với giám đốc, ông giám đốc Trương qua WeChat. Gặp ông ấy ở Romania, gặp ông ấy tại Moscow, gặp ông ấy trên khắp thế giới ở New York, cố gắng phát triển các mối quan hệ kinh doanh này. Và ông ấy chưa bao giờ được gọi là chủ tịch. Nhận xét về cách đối đãi của đảng Dân Chủ với nhân chứng của đảng Cộng Hòa, dân biểu Lisa McClain của đảng Cộng Hòa đến từ tiểu bang Michigan cho biết, cách xử sự của họ đối với Hunter Biden đã khác hơn rất nhiều. Bà cáo buộc đồng sự của đảng Dân Chủ mình đang bảo vệ đối đãi Hunter Biden như một cậu bé vàng. Bà McClain nói, tôi nghĩ hầu hết người Mỹ đều được dạy từ khi con rất nhỏ là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Các cộng sự Hunter Biden, chẳng hạn như Jason Galinis và ông Devin Archer, đều bị kết tội lừa đảo, nhưng ông ấy lại là một cậu bé vàng. Đúng luôn. Tức là cái nhóm này thì ai cũng bị kết tội lừa đảo cả, ai cũng bị tống tù trước cả. Trong cái đó Hunter Biden vẫn tiếp tục nhẫn nhơ về dòng pháp lực. Đó là hệ thống tư pháp hai tầng của nước Mỹ chúng ta. Bà hỏi ông Bulinski tại sao ông lại nghĩ cộng sự kinh doanh cũ của mình trước Hunter Biden đã chọn bỏ qua phiên điều trần này. Ông Bulinski trả lời, tôi không nghĩ ông ấy muốn ngồi cạnh tôi là bởi vì rõ ràng tôi đã nhấn mạnh một cách dứt khoát. Ông ấy đã khai man bản thân trong cuộc thẩm vấn được ghi lại trước ủy ban. Chú của ông ấy là Jim Biden cũng đã làm như vậy. Và đối với mọi dữ kiện mà tôi tuyên bố, ông ấy tuyên bố hoặc muốn nói, kiểu như là lúc đó tôi bị phê Mai Thúy nặng hoặc muốn làm xáo trộn để che giấu, thì tôi đều có thể đưa ra một số cái tài liệu, một số tin nhắn văn bản, một đoạn ghi âm mà đã xác nhận ông ấy đang nói dối. Như vậy hệ lụy
đối với việc diễn giải hiến pháp đàng hoàng như thế nào. Nhưng bên cạnh những cáo buộc này, ngài chồng chất chống lại Hunter Biden vẫn còn ra những câu hỏi, chẳng hạn như liệu bằng chứng có thể bác bỏ được, cho thấy ông ấy đã bán cái danh tiếng của cha mình để đổi lấy những giao dịch kinh doanh và khoản thanh toán của ngoại quốc hay không. Ông Alexander Sweet, một giáo sư luật của Harvard, người đã bào chữa cho Tổng thống Trump trong phiên tòa của đàng hoàng, đã viết trong bài xã luận trên tờ báo The Hill của tháng 6 2023. Nếu rằng những cáo buộc chống lại Hunter Biden là xác nhận, thì một câu hỏi khác sẽ hỏi lên, đó là liệu một tổng thống có thể bị đàn hạt và cách chức vì phạm một trọng tội trước khi ông đảm nhiệm chức vị tổng thống hay không? Vấn đề nằm ở chỗ tôi cũng chẳng khe có đàn hạt không đàn hạt, mà tóm lại tôi muốn khe là gì, đó là sự dạch mặt cho toàn thế giới đều biết cái sự tham nhũng như thế nào liên quan đến cái chính quyền chế độ của Biden. Và welcome một lần nữa tất cả các hãy quý vị đã trở lại chương trình của The LV News. Đó là bản tin toàn về cái phiên điều trần, cập nhật chi tiết hơn tổng quan cái phiên điều trần ngày hôm qua. Và chúng tôi sẽ trở lại một bản tin về kinh tế. Lầm xầm ngày hôm qua rất nhiều người cho rằng là cục dự trữ liên bang Mỹ đó, mà dự đoán đúng là không cắt giảm cái lãi suất. Hệ thống dự trữ liên bang của Hoa Kỳ giữ nguyên cái lãi suất, vẫn báo hiệu có 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Hôm ngày 20 tháng 3, hệ thống dự trữ liên bang đã giữ nguyên cái lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 3 của Ủy ban thị trường mở FOMC. Nhưng các quan chức đã báo hiệu rằng vẫn có kế hoạch thực hiện 3 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Các quan chức tiền tệ đã giữ nguyên cái phạm vi lãi suất quỹ liên bang chuẩn ở mức 5.25% cho đến 5.5%, mức cao nhất trong 23 năm. Theo tuyên bố của FOMC, các hoạt động kinh tế vẫn đang mở rộng với tốc độ vững chắc, thị trường lao động của Hoa Kỳ vẫn mạnh, trong khi tỷ lệ thất nghiệp đang tiếp tục ở mức thấp. Bữa đó có đọc bản báo cáo đến Bộ Viện Nghiên cứu cho rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ khoảng 23%, là bởi vì nó không cộng vào những con số mà liên quan đến những người không tham gia vào thị trường lao động. Cục dự trữ Mỹ cho biết trong một tuyên bố đằng sau cuộc họp, mặc dù lạm phát vẫn tăng cao nhưng cũng đã giảm bớt trong năm qua. Các quan chức vẫn giữ nguyên cái ngôn từ cuộc họp tháng 1 rằng việc giảm lãi suất là không phù hợp cho đến cục dự trữ liên bang Mỹ có được niềm tin lớn hơn rằng cái lạm phát đang chuyển động một cách ổn định về mức 2%. Tuyên bố của FOMC cho biết trong lúc đánh giá lập trường phù hợp với chính sách tiền tệ, Ủy ban sẽ tiếp tục theo dõi tác động của thông tin sắp tới đối với triển vọng kinh tế. Ủy ban sẽ sẵn sàng điều chỉnh lập trường của chính sách tiền tệ cho phù hợp nếu xuất hiện rủi ro có thể cản trở việc đạt được những mục tiêu của Ủy ban. Ủy ban ấn định lãi suất đã tiết lộ một bản tóm tắt dự báo kinh tế cập nhật. Nhắc lại, các quan chức cục dự trữ liên bang Mỹ vẫn kỳ vọng có 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay nhằm để hạ lãi suất chính sách trung bình ở mức 4.6%. Tuy nhiên, dữ liệu của SEF cho thấy kỳ vọng lãi suất chính sách trung bình đã được điều chỉnh lên cao hơn. 2025, lãi suất quỹ trung bình của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ là 3.9%, tăng hơn so với 3.6% dự báo vào tháng 12 của 2023. Tức lãi suất sẽ không bao giờ trở về lại thấp đâu quý vị. Lãi suất trung bình của 2026 sẽ là 3.1% so với ước tính là 2.9%. Lãi suất dài hạn sẽ là 2.6%, cao hơn một chút so với dự báo 2.5% hồi tháng 12 của 2023. Ông Ray McGrath, trưởng bộ phận phân trách tài chính của Bank Ray cho biết, trên biểu đồ dấu chấm lãi suất dự báo đã sự thay đổi tăng đáng kể từ tháng 12. Có 9 thành viên cho rằng sẽ không có nhiều hơn 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trong đó có 2 thành viên cho rằng không có lần cắt lãi suất nào cả. Có nghĩa rằng là nó vẫn tiếp tục rất là debatable. Liệu 3 lần cắt giảm lãi suất có thực hiện hay không? Trong khi 9 thành viên vẫn cho rằng 3 lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, chỉ 1 thành viên cho rằng là 4 lần cắt giảm lãi suất vào 2024.
về nền kinh tế rộng hơn, thì các quan chức cục dự trữ liên bang Mỹ tin rằng sự thay đổi trong tổng sản phẩm quốc nội trực trái sẽ cao hơn mức dự báo hồi tháng 12 của 2023 của họ. Năm nay, cái nền kinh tế dự đoán sẽ tăng trưởng 2.1%, tăng so với mức ước tính tăng trưởng là 1.4% trước đó. Về mặt lao động, tỷ lệ thất nghiệp dự đoán thấp hơn một chút ở mức 4% vào 2024, giảm mức 4.1% trong cái số liệu SEP tháng 12 của 2023. Cái dự báo lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE trước đó ưu thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được giữ ổn định ở mức 2.4% là 2024, 2.2% của 2025 và 2% của 2026. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là hoàn toàn chúng ta thấy họ nói cái lạm phát tạm thời, lạm phát sẽ trở lại 2%. Nhưng mà thật sự nó có trở lại 2% hay không? Nó vẫn là một câu hỏi rất là đặc biệt. Cả một câu chuyện chúng ta chờ đợi là gì? Đó là sự xảo trá của chính quyền Biden có được chấp nhận bởi cử tri của Mỹ hay không? Lạm phát 2%, lạm phát tạm thời từ 2022 tới 2026 nó kéo dài gần như 4 năm trời. PCE cốt lõi loại trừ những thành phần năng lượng dễ biến động được điều chỉnh cao hơn từ 2.4% lên 2.6%. Sau đó dự kiến tỷ lệ lạm phát này sẽ giảm xuống còn 2.2% vào năm tới và 2% vào những năm tiếp theo. Trong bối cảnh lạm phát cao hơn dự kiến, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nói với phóng viên rằng dữ liệu lạm phát trong 2 tháng qua cho thấy việc các quan chức chờ đợi có quyết định cuối cùng về việc giảm lạm suất là đúng đắn. Chúng tôi thật sự không biết liệu đây có phải là một chút gập ghềnh trên con đường giảm lãi suất hay không. Là điều gì khác nữa? Chúng ta sẽ phải tìm hiểu. Ông Powell nói, đây chỉ là một chút gập ghềnh hay còn hơn một chút khờ. Ông Powell cho rằng cái đợt lạm phát tăng trở lại gần đây nhất có thể là kết quả của điều chỉnh theo mùa. Ông nói, chúng ta cần thời gian để đánh giá xem liệu cái lạm phát gần đây có phản ánh hơn cả chút gập ghềnh trên con đường giảm lãi suất hay không. Đối với một số nhà phân tích thị trường, ngân hàng trung ương có thể đang trong quá trình bỏ qua mục tiêu lạm phát 2%. Đúng luôn, 2% là con số xưa cũ rồi, họ không khe nó quyết định. Nói chung là họ đang bảo vệ chính quyền của Biden. Cái hạ cánh cứng này có thể là cái hạ cánh mà tôi dự đoán 2025 để nó triệt tiêu chính quyền của Trump. Ông Christensen, nhà quản lý danh mục đầu tư của Horton Investment Management cho biết trong một nghiên cứu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang ra hiệu cho tôi có thể lặng lẽ bỏ mục tiêu mức trước mắt về 2% để sẵn sàng chấp nhận lạm phát cao hơn. Ông Horton thất vọng khi người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ gặp khó khăn giải thích cụ thể về số liệu lạm phát của Trump cá nguyệt thứ nhất. Thị trường tài chính đã phục hồi trở lại sau thông báo về chính sách trong cuộc họp của ông Powell. Trong khi đó, ông Brian Doughty, nhà quản lý danh mục đầu tư cao cấp và phó chủ tịch tại Sitting Investment Associates cho biết trong một ghi chú, phản ứng ngay lập tức của thị trường là sự phục hồi trở lại mà chúng tôi kỳ vọng. Các nhà đầu tư đang lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ rút khỏi việc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Do đó, việc duy trì 3 lần cắt giảm lãi suất một cách tự nhiên sẽ đẩy cổ phiếu cao hơn và lãi suất trái phiếu thấp hơn. Hơn nữa, thật tốt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hiểu rằng họ có thể cắt giảm lãi suất nhưng vẫn cứng rắn với lạm phát khi lãi suất liên bang vẫn coi là rất thắt chặt. Chỉ số thất nghiệp dự đoán là sẽ có sự tăng trưởng trong tương lai. Bước sang 2024, thị trường tương lai dự đoán tới 6 lần cắt giảm lãi suất, nhưng mà thật sự họ chỉ báo hiệu có 3 lần. Cái lạm phát đã tăng trở lại và kinh tế tăng trưởng vững chắc, các nhà đầu tư đã giảm kỳ vọng về cắt lãi suất còn 2 lần vào 2024. Theo CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch kỳ vọng những thay đổi đầu tiên trong chính sách tiền tệ sẽ diễn ra từ họp chính sách vào tháng 6. Thị trường trái phiếu cũng đang chuẩn bị cho môi trường lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, với lãi suất kỳ hạn 10 năm chuẩn ở mức vững chắc 4%. Ông Jay Wood, chiến lược gia trưởng về toàn cầu tại Freedom Capital Market cho biết, ông Powell và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể cắt giảm lãi suất bất chấp những bình luận của ông ấy sắp giảm lãi suất khi ông ấy điều trần tại Quốc hội. Ông đang chơi bài poker, ông đang flop rất là nhiều người. Sau khi chỉ giá tiêu dùng CPI và chỉ giá sản xuất tiếp tục tăng cao dự kiến, một số nhà kinh tế phân tích thị trường lo ngại một đợt lạm phát thứ hai tương tự
xảy ra vào những gì năm 1980 dưới thời của chủ tịch Paul Volcker có thể xảy ra. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đó là ông Barkin đã ám chỉ đến sự giảm rồi tăng trở lại chỉ số CPI trong cái diễn biến gần đây. Nói với khán giả rằng các nhà hoạch định chính sách muốn tránh lặp lại điều tương tự trong thập niên của 80. Lịch sử kể nhiều câu chuyện về lạm phát có xu hướng giảm là giảm đi. Ví dụ như cuối thời kỳ của ông Volcker, lạm phát dường như đã ổn định vào giữa năm 1986. Cục Dự trữ Liên Mỹ đã giảm lãi suất. Ông cho biết trong bài nói chuẩn bị cho câu lạc bộ kinh tế New York hồi tháng trước, nhưng cái lạm phát sau đó lại leo thang vào năm sau, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phải đảo ngược cái lộ trình. Tôi rất muốn tránh cái tình trạng lãi suất lên chóng mặt đó nếu chúng ta có thể. Hướng tới báo cáo của CPI, mô hình Inflation Forecast, cho rằng là lạm phát hàng năm sẽ tăng ở mức 3.4%. Tới ngày hôm nay, chúng ta hãy rất là cẩn trọng trong tất cả những khoản đầu tư của quý vị. Nói chung là họ đang flooding rất là nhiều thứ cho cái nền kinh tế. Và điển hình nhất là gì? Lạm phát tạm thời. Và đó là chương trình của The LV News. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình của LV News tiếp theo.